Con trẻ hiện nay nó thiếu quá nhiều tấm gương tốt ở trường, ở nhà, ở xã hội. Nó không nhìn thấy những tấm gương tốt để nó học, mà nó nhìn thấy những tấm gương xấu ác ở trên internet, ở xã hội, ở gia đình, những tấm gương không tốt. Ví dụ bố mẹ mà cãi vã nhau, chửi thề với nhau, đấy là tấm gương gì? Tấm gương tốt hay không tốt ạ? Hàng ngày chúng ta biểu diễn cho con cái xem. Chúng ta mang những chuyện thị phi ở ngoài để về bữa ăn chúng ta làm niềm vui. Kể những chuyện xấu của người khác, những việc xấu của người khác vào bữa ăn để làm câu chuyện. Thì vô hình những đứa con của mình nghe, nó đang nghe điều đấy. Vậy đang tấm gương tốt hay xấu đấy? Tấm gương vô cùng xấu. Và ngày nó lại tiếp tục học cái đấy. Nó chuyên đi soi lỗi người khác mà chúng ta không hề hay biết. Vậy thì các phụ huynh chúng ta, người lớn chúng ta phải hết sức cảnh giác với điều này, phải biểu diễn được những tấm gương tốt. Mình gọi con của mình, mong muốn nó phải nghe lời ngay, nó phải làm ngay. Nhưng cha mẹ mình gọi mình, bảo mình nhưng không làm, còn không thưa. Cha mẹ mình nhắc nhở mình thì mình cãi lại. Mình là ôi dồi biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng khi chúng ta bảo con mình làm, nó không làm thì mình lại đánh nó, mình lại mắng nó. Nhưng không biết rằng những cái việc làm đấy của nó học từ mình mà ra. Có người mà con đi học về còn không biết nó về lúc nào. Giờ đến bữa ăn đi gọi nó đi tìm, hóa ra nó ở trong phòng mà không biết. Và mình lại mắng nó, mình chửi nó. Mà không biết rằng là hàng ngày chúng ta về có đi thưa về trình với người lớn, bố mẹ mình không? Mình có làm việc đấy không? Ví dụ muốn con cái nó chào mình, chào người lớn, thì bản thân mình phải làm tấm gương trước, phải đi thưa về trình với cha mẹ mình. Cha mẹ gọi mình phải dạ vâng ngay, cha mẹ bảo mình phải làm ngay, dạ con thưa mẹ con làm ngay đây ạ. Nếu mà có con ngay bên cạnh đấy, nó nhìn thấy ui bố lớn tuổi như vậy rồi, bố 40 tuổi rồi mà bố vẫn vâng dạ, vẫn đi thưa về trình với ông bà như vậy, nó học được nghĩ ngay trong đầu rằng là bố như vậy, mẹ như vậy thì mình phải làm giống bố, làm giống mẹ. Chẳng qua nó trơ trơ như vậy, nó không thưa chào người lớn, gặp người lớn nó không thèm chào, gặp ông bà nó không thèm hỏi, gặp bố mẹ nó không cúi chào. Thực ra nó học từ mình mà ra. Bố mẹ không có thói quen đấy thì con cũng không có thói quen đấy. Vậy thì hãy tập thói quen biểu diễn để cho con xem, phải làm tấm gương tốt cho con xem. Bố mẹ bắt con không cho con xem điện thoại, không cho con xem tivi. Nhưng bố mẹ có xem không? Hằng ngày trước khi đi ngủ mẹ cầm điện thoại mẹ xem. Hằng ngày bữa ăn bố mẹ xem điện thoại, xem lướt mạng xã hội. Thì con có bỏ được không? Không thể bỏ được. Bố mẹ mê phim Hàn Quốc, bố mẹ mê phim hành động, thì bảo sao con có không thể không xem. Bố mẹ bắt con không chơi game, nhưng bố mẹ tải tải ứng dụng đầy trong điện thoại, toàn ứng dụng game. Hỏi con có bỏ được game không? Bản thân người lớn chúng ta phải hết sức cảnh giác, hết sức tư duy.